Trước khi về thì em không biết nấu nên là em sợ lắm. Cái xong rồi chồng em mới có nói là em yên tâm đi, mẹ nấu ăn ngon lắm. Cái xong rồi cái mình về, cái mình phát hiện là mẹ không biết nấu ăn. Cái hỏi, cái xong kêu là anh quên nói câu sau là mẹ nấu ăn ngon lắm, mà mẹ anh ăn còn không được nữa ai ăn. Không biết mẹ ba với mẹ chắc là cũng mê có cháu lắm rồi. Cái thấy lâu quá chưa có cái chỉ. Ừ con xong khi mà mừng vậy vậy xong xong á, rồi cái thì nằm im đừng có đi xuống giường, từ từ hãy xuống. Cái nghĩ thì em cũng mong là sớm có cháu để cho ba mẹ vui. Không, cái này em cũng nhờ má chồng em cũng bày vậy, thì em cũng bày vậy. Bày gì đó chắc mình cũng biết rồi, mình mới chỉ lại nó chứ đúng không? Cái lần đầu tiên mà gặp gỡ con dâu của mình á, dạ, thì mẹ chồng cảm giác là ấn tượng con dâu điều gì? Như em, con trai em dắt về á thì thấy bé nó dễ thương, đẹp mà nó hiền hòa. Về là thấy cảm tình liền á, dạ, hả? Với lại đẹp giống mình ha. Dạ. Không biết khi mà chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á, điều gì chị ấn tượng nhất? À, điều ấn tượng nhất á, khi mà gặp mẹ là mẹ quá xì tin. Em còn nhớ là hôm đó là mùng 2 Tết là ông xã em hiện giờ á, dẫn em về ra mắt á. Thì lúc mà bà ngoại lì xì á, cái thiếu cái bao của em là mẹ kêu còn cháu dâu nữa má, cháu dâu nữa má, là chưa gì hết là mẹ đã nói như vậy rồi. Mà chồng em với mẹ không có kết bạn Facebook, nhưng mà không biết sao mẹ tìm được cái Facebook, mẹ kết bạn liền, hỏi thăm cái kiểu, xong rồi nói con ơi qua nhà cô chơi này kia. Cái là cái trong lòng nghĩ rồi vô rồi đó. Nhưng mà mình cũng cảm thấy thích mẹ. Dạ, rồi không? Đúng rồi. Hai cái nụ cười giữa hai mẹ chồng nàng dâu này giống nhau quá nha. Dạ. Thật sự ngay cả ánh mắt, nếu mà bây giờ mình mà gọi là trang điểm hay mình làm các kiểu tóc là giống nhau, thật sự là người ta tưởng như hai chị em luôn. Dạ đúng rồi. Hai chị em ruột luôn đó. Nó hay là hay chỗ đó đó. Mẹ chồng nàng dâu thấy hợp nhau không? Cái gì cũng hợp hết á. Shopping cũng hợp thích nè. Mà đi đám cưới, mỗi lần đi đám cưới là con chụp hình cho mẹ với con. Nhờ phay đó mà kỷ niệm cho mẹ con mình mới mốt đây, là cái mỗi năm nó cứ quay lại vậy đó để nhớ con. Cái đó là em thấy là ok đó. Hợp nhất cái đó là hả? Con cái này đẹp với con. Thôi mẹ với con chia áo cặp luôn đi. Trời giờ ơi. Qua nó không chịu con với mẹ đi. Hay đó. Bây giờ mẹ chồng nàng dâu là cắt kiểu tóc giống nhau nè. Dạ. Mặc quần áo giống nhau. Đấy, nụ cười cũng giống nhau. Chị thấy mình hợp với mẹ ở điểm gì nhất? Mẹ với em ơi làm đẹp lắm. Cứ có cái gì mà đẹp là cứ hai mẹ con hú hí. Xong rồi cái nói em tìm hiểu là uống nước ép này kia rất là tốt, đẹp da này kia đồ. Cái nói mẹ là ngày mai hai mẹ con ra hình cái máy nước ép giờ làm liền. Cứ ngày mẹ ly con ly vậy đó. Mà con nhiều hơn mẹ. Con nhiều hơn mẹ. Hồi nãy chị có chia sẻ là chị là đầu bếp chính trong nhà đúng không? Dạ. Trước khi về thì em không biết nấu nên là em sợ lắm. Cái xong rồi chồng em mới có nói là em yên tâm đi, mẹ nấu ăn ngon lắm. Cái xong rồi cái mình về, cái mình phát hiện là mẹ không biết nấu ăn. Cái hỏi, cái xong kêu là anh quên nói câu sau là mẹ nấu ăn ngon lắm, mà mẹ anh ăn còn không được nữa ai ăn. Cái gì là bởi lẽ là mẹ hoàn toàn không biết nấu ăn. Đó bởi vậy ai nấu em anh ăn sao em ăn vậy. Mà em có cái điều là em nhầm nêm á, rất là chính xác. Vậy là thợ nêm chứ không phải thợ nấu. Ai nấu tôi nêm. Dạ. Có bao giờ mẹ em nấu cho em ăn lần nào chưa? Dạ rồi. Có hay một sao? Món thấy rất là ngon mẹ em nấu rất là ngon, đó là trứng chiên. Trứng chiên. Em chỉ biết mỗi món trứng chiên thôi là em nhanh lắm. Mà kêu nấu em không có biết nấu. Thì cũng hay vậy. Nếu bây giờ đàn dâu mà đi chọn mẹ chồng á, là chọn cái người mẹ chồng nào không biết nấu ăn nó khỏe đây. Không biết là hai mẹ con mình ở nhà là có điểm gì chưa hợp nhau không cô? Chưa hợp á thì có cái gì nè, buồn là tự nhiên muốn buồn là buồn, muốn giận là giận, cảm xúc thất thường à cô? Đó đúng rồi. Buổi sáng mà bữa nay xuống là thấy cái mặt nó hơi hơi đó, là cô nói rồi chắc điều này là cô thấy là có cái gì rồi, là cô đi xuống làm sao cô phụ giả bộ, cô giả bộ cô lau hay cô rửa chén hay làm cái gì phụ thêm đấy. Bữa nay sao con làm sao mà mặt buồn như tuyết, chồng con vậy hai đó. Hai đứa giận nhau. Dạ. Nó quỷ Facebook xong nó giận nhau. Dạ. Rồi nó kết lại hoài mà. Đó là một tí nói khơi khơi ra tí rồi. Bắt đầu thì cô cũng có nói có gì thì con cứ nói. Nói là đừng có giận á, thì lâu lâu cũng buồn, tại vì hay giận rồi nên nó sẽ kèm theo buồn. Cái cũng hơi hơi buồn mà cái hồi nói chuyện mẹ thấy cũng bình thường. Con giận ai? Con giận chồng con. Nói giận chồng con mà chút qua đó nó buồn hết cả nhà. Giận chồng con làm gì phải buồn mẹ? Con giận chồng con xong con đăng Facebook, con đăng một câu thôi. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Y như kiểu là để cho anh vô anh coi. Mà ha toàn là mẹ vô coi trước không mà. Con cứ canh là khi nào chồng con coi là xóa liền để mẹ con khỏi biết, mà toàn là mẹ ăn vô trước không. Mẹ vô mẹ gặp rồi. Dạ. Xuống nói liền con
cái gì, những thí dụ mà có cái gì buồn hay không thì phải nói liền, chứ không có cái gì mà những cái chuyện gì mà cũng phải đăng lên Facebook. Dạ, đúng và rồi. Bây giờ là cũng nên là giảm rồi. Có gì thì buồn hay cái gì thì cũng nói cho cha mẹ hay là chồng nào biết để chia sẻ hay sao. Dạ. Cứ ngồi khóc một mình, buồn một mình vậy đó, muốn là buồn buồn, muốn giận giận em. Đúng rồi. Lúc đó mà con buồn như thế đó, cả nhà đều buồn hết. Dạ. Nhưng mà trong cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu á cô, tới thời điểm hiện tại thì có điều gì mà cô chưa hài lòng ở Tuyết không? Cô cũng không, cô thấy cái gì cũng được hết trơn á, mà không biết gì sao thôi con. Đó là khoảng gì sao thôi, tại vì mới giờ mới có 7 tháng à. Cũng quá là còn mới mẻ, cũng chưa có cháu, chưa có bầu mà cũng nôn có cháu lắm. Thì theo mẹ chồng thì khuyên con dâu nên làm điều gì để có thể cùng hợp với mình trong một thời gian rất dài nữa? Thì bây giờ em á, thì nhà thì cũng là kinh doanh cũng buôn bán, thì em cũng mong cho con em, con dâu em á, nói nghiệp với em. Ví dụ 7 giờ mình mở cửa ra sớm một tí nữa là 7 giờ 8 giờ là em là cô chỉ thích vậy thôi. Chắc cái điều đó cũng dễ với mình đúng không Tuyết? Dạ đúng rồi chị. Tại vì mẹ con muốn á, là con sẽ là người nối tiếp. Rồi tất cả những cái hành động, những cái gì mà mẹ con làm á, con nên bắt đầu từ bây giờ. Dạ. Con thấy khó không? Tại vì bán cái hàng của mẹ con á, là phụ tùng ô tô, nó nhiều thứ, chi tiết nhiều thứ lắm. Mà con phải công nhận là mẹ con giỏi thật luôn á. Nói ra vậy là mẹ con biết liền à. Cái mới mà nó là chắc giờ con phải tập từ từ thì nó mới thấm dần, chứ mà mới vô thì chắc cũng không có được. Đừng có lo, phải học giỏi hơn mẹ luôn. Học từ từ thì để... mỗi ngày mình mỗi tí là nó sẽ có thôi. Nhưng mà trong gia đình mình đó chị Tuyết, thì mẹ có chỉ dạy kinh nghiệm để giống như là ví dụ cách sinh con này kia, mẹ có chỉ giáo không? Không biết, mẹ ba với mẹ chắc là cũng mê có cháu lắm rồi. Cái thấy lâu quá chưa có cái chỉ. Ừ con xong khi mà mừng dậy dậy xong xong á, rồi cái thì nằm im, đừng có đi xuống giường, từ từ hãy xuống. Cái nghĩ thì em cũng mong là sớm có cháu để cho ba mẹ vui. Chứ thấy ba mẹ chồng có cháu á là em nhớ kỷ niệm, em chắc em phải nhớ hoài quá. Con cô á là đi đám, cái mà chờ hoài chị ta, chị xúc ruột, chị nói là chờ đến trưa 12 giờ mà đến 4 giờ chiều mà thấy chưa về. Cái xúc ruột quá, cái nói mẹ một tí mà chồng con về á, mẹ để cho con xử ảnh nha. Cái là hai mẹ con cũng động lòng, ờ con cứ gì mà làm, con xử được thì con cứ xử, mẹ không có nói gì đâu. Hai chục phút nghe một cái rầm, cái nó ủa sao gì kỳ vậy, mới nói mà để xử mà chưa gì hết mà nghe cái cửa anh đóng một cái rầm vô. Chị này chạy xuống khóc quá trời luôn. À, mẹ mai là con chưa có sửa mũi á mẹ, cái này mà con mà sửa mũi chắc cái mũi con bị gãy á mẹ ơi. Mà lúc đó thì hai vợ chồng cô cũng thấy thương, mà nó vừa cười mà nó vừa mình thấy như con gái mình, lo chạy lên lầu con coi thì nhè lại thằng con cô á. Nó say quá nó ngủ mất tiêu rồi. Cái cô mới kêu con dâu cô, nói thôi con ơi giờ mẹ tính lên mẹ nói mà bây giờ nó ngủ, thôi giờ hai mẹ con mình đi xuống đi rồi có gì ngày mai tỉnh rồi mẹ nói. Đó mà thấy thương lắm, thấy cái cảnh mà y như con gái mình, trời mình thấy thiệt, mình lẽ mình mà vừa cười mà vừa thấy nó trong lòng nó, hai vợ chồng mà thấy nó làm sao á. Tuyết tính xử ảnh mà anh xử mình trước rồi hả? Tức là ai cũng nói em giống mẹ hết á, nhưng mà có một cái không có giống là cái lỗ mũi. Là em ước mơ là sửa mũi để cao giống mẹ, cho giống là chị em luôn. Cái bữa đó chồng nhậu xỉn về, cái ổng làm đổ nước á chị, cái em lâu mà ổng lỡ tay á, ổng ấy cái tay vô mũi em á, mình nó chọn hết cái mũi em luôn. Cái em đau quá, cái xong mà mẹ cũng chưa chạy xuống đâu, ôm mũi lên trước ngồi, xong cái nghe chồng nghe rầm rầm, cái nó chết rồi không xong, mà cái chạy xuống liền, mát mẹ liền, để mất công ổng mát trước, cái xong chạy xuống ôm mũi nói mẹ mẹ hên quá là con có sữa, con mà sữa cái là giờ cái mũi con quẹo luôn rồi. Đó, nhưng mà lúc đó là thấy thương cái cảnh đó đó. Dạ. Cái mẹ em cười lên đó. Từ đó thôi bỏ luôn, không có tư tưởng đến việc cái này là hết dám rồi, hết dám sửa mũi rồi, cứ nôn nóng giống mẹ thôi, cái mũi giống mẹ thôi đó. Phải cởi mở như thế. Thấy chưa, mẹ chồng còn chỉ cách có con sớm không. Cái này em cũng nhờ má chồng em cũng bày vậy, thì em cũng bày vậy. Bày gì đó chắc mình cũng biết rồi, mình mới chỉ lại nó chứ đúng không? Chắc cũng đúng rồi mới chỉ đấy chứ. Cũng có hiệu quả. Hiệu quả không? Cũng có hiệu quả. Nhưng mình có thực hiện theo lời mẹ chồng không? Dạ cũng có. Đây là những cái giai đoạn rất là vui. Dạ. Chúng ta nên giữ như thế này. Có gì nói thật với nhau nghe, tâm sự thật với nhau nghe. 7 tháng cũng rất là gọi là mới mẻ. Sau đó 7 năm thì sao? 17 năm thì sao? Dạ đúng rồi. Ha? Rồi hy vọng rằng ta thì sẽ có sự kết nối nó vui vẻ như thế này. Chồng con không dám lên hình, mới gửi thư cho chương trình để mong chú Linh đọc giùm. Đây, không biết gửi gì đây.
chồng con đất ngoài kia. Khi biết tin hai mẹ con tham gia chương trình thì anh hết sức bàng hoàng và anh tự hỏi không biết cuộc đời anh sẽ nở hoa hay bế tắc. Em ơi, anh có một mong cầu rất nhỏ là em đừng hay đa nghi, suy nghĩ lung tung rồi hờn giận vô cớ em nhé. Em nghĩ xem, thời tiết còn có dự báo, còn vợ anh sáng nắng chiều mưa, giữa trưa giông bão, lâu lâu còn sấm chớp đùng đùng thì anh không biết chỗ nào mà tránh vợ à. Thương nhất trên đời chỉ có tuyết mà thôi. Mẹ ơi, con chỉ mong có một chuyện, hai mẹ con cứ cùng nhau đàm phán thôi. Hãy cho con ra khỏi vùng phủ sống nha mẹ. Vì hai người cùng ca giọng cổ thì con cảm thấy vùng trời bình yên của con bị lu mờ và ảnh hưởng. Và mong hai người mãi mãi như bây giờ, yêu mẹ nhiều lắm. Chồng dễ thương quá ha. Trời, nay mới nghe câu nó nói đó anh ơi, ở nhà ít nói lắm mà sao bữa nay sao mà viết viết hay quá hả? Dạ, chắc cũng do người đọc đó chứ. Chắc đúng rồi, cũng nhờ anh Linh nó đọc nó hay á. Hay, nói chung á là hai người mà cùng hợp tác với nhau thì chồng thua thôi. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay rất là nhiều. Bây giờ con có nói gì với mẹ đi. À, con mong muốn là không những mẹ mà ba sẽ luôn yêu thương con mãi như là bây giờ. Vấn đề con đừng làm gì cho mẹ với ba giận thôi. Đúng rồi. Rồi mẹ có nói gì với con dâu không? Mẹ cứ thích, mẹ cũng mong cầu xin cho mẹ con mình đoàn gắn kết với đây là đến hết cuộc đời nha con. Giận hờn mà có cái gì đi nữa thì con cứ nói cho mẹ biết để mẹ xử. Kỷ niệm gửi tặng gia đình ha. Dạ. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc. Dạ.